Chào các bạn, thầy Tiến đây và thầy đang ở trong phòng in 3D của trường mình đấy. Và chúng ta có một dàn rất là nhiều máy in 3D. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng máy in 3D cùng là những bộ phận của máy in 3D có những gì nhé. Và để in được 3D ra những cái sản phẩm như là bức tượng này chẳng hạn thì chúng ta cần một loại vật liệu, đó chính là những cái cuộn nhựa này. Và đây chính là vật liệu mà chúng ta sẽ dùng để in 3D, đó chính là những sợi nhựa. Sợi nhựa này có tên là nhựa PLA và sợi nhựa này còn được dùng để làm mũ bảo hiểm cho rất là nhiều loại mũ bảo hiểm ở trên thị trường đấy. Đó, có một sợi nhựa ở đây đúng không? Và chiếc máy sẽ cuốn dẫn cuộn nhựa ra đến tận đây. Đó, thì ở đây có một bộ phận gọi là vòi phun. Vòi phun này nó rất nóng và nóng đến 200 độ C để có thể nung chảy nhựa. Và theo lập trình thì sẽ di chuyển đúng thành những cái hình mà chúng ta đã thiết kế ở trong Tinkercad. Và ở đây chúng ta có cái bàn in hay còn gọi là bed in. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn các bước để chúng ta sử dụng máy in 3D nhé. Bước đầu tiên, trước khi in, chúng ta đã phải thiết kế xong các file ở trong Tinkercad rồi. Và chúng ta sẽ nạp các file đó vào đây. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cắm thẻ nhớ vào trong máy này. Lớp nhựa đầu tiên mà máy sẽ vẽ lên trên này rất quan trọng. Nó sẽ phải bám vào bed in thì mới có thể đảm bảo được một cái sản phẩm in đẹp. Và để tăng độ bám dính thì chúng ta sẽ bôi một lớp hồ rất mỏng. Rất mỏng nhá, đừng bôi nhiều hồ quá. Chúng ta sẽ bôi lên ngay trên mặt bed in. Đó. Rồi, sau khi bôi hồ xong thì chúng ta đã sẵn sàng rồi, chúng ta đã sẵn sàng để in rồi nhé. Và chúng ta sẽ chọn file in. Đó. Và sau khi chúng ta đã chọn file in xong thì máy sẽ bắt đầu là làm nóng cái đầu vòi phun này lên đến 200 độ. Cho nên chúng ta tuyệt đối không chạm vào máy trong khi máy hoạt động nhá. Chúng ta có thể bị kẹt tay này, tại vì máy di chuyển qua lại liên tục. Đó. Và còn cái bed in này nó cũng sẽ nóng đến 50 độ C, cũng có thể gây bỏng cho chúng ta. Vậy tốt nhất là chúng ta tuyệt đối không động vào máy khi máy đang hoạt động nhé. Đây là một sản phẩm in 3D. Thì bây giờ thầy Tiến sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy sản phẩm ra một cách an toàn. Đầu tiên, sau khi sản phẩm được làm xong thì chúng ta sẽ không lấy ra ngay nhé. Chúng ta sẽ phải đợi một lúc để mặt bàn này nguội đi và vòi phun nguội đi thì chúng ta có thể lấy ra một cách an toàn. Tại vì chúng ta đã bôi một lớp hồ ở đây cho nên cái này nó sẽ rất cứng và dính. Nếu như chúng ta lay nhẹ thế này mà chúng ta thấy rất khó để có thể lấy ra thì chúng ta đừng dùng sức, tại vì chúng ta có thể làm gãy cái phần nhựa này đúng không? Chúng ta hãy nhẹ nhàng, chúng ta dùng một ít cồn. Đó, chúng ta cho xung quanh một xíu. Đó. Để cho cái lớp keo ban đầu chúng ta cho vào ấy nó tan ra. Đừng dùng móng tay hay là dùng tay để cạy nhá, chúng ta có thể bị thương đấy. Mà chúng ta sẽ sử dụng một chiếc bay này để chúng ta khéo léo, chúng ta lách vào phía bên dưới. Đó. Và chúng ta cạy lên một cách nhẹ nhàng. Vậy là chúng ta đã có một sản phẩm in 3D rồi. Đây là một cái giá để điện thoại hình chú voi, rất là cute đúng không? Đó. Ta-da. Và sau hướng dẫn vừa rồi của thầy thì thầy hy vọng các bạn đã biết cách cơ bản để chúng ta vận hành máy in 3D. Nhưng mà chúng ta nên lưu ý một điều sau, đó là máy in 3D các bạn chỉ được vận hành khi có sự quan sát của các thầy cô nhé. Rồi,
chúc các bạn có những trải nghiệm thật là tuyệt vời với máy in 3D rất là hiện đại. Thank you.